Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18h30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút sắp tới của chương trình. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tọa đàm trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 63 tỉnh thành đoàn với chủ đề xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Sự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn cho công tác cán bộ trẻ, cán bộ đoàn được các đại biểu quan tâm, đề cập như thực tiễn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương, chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý. Nhiều cán bộ trẻ đã mạnh dạn đề xuất góp phần. Sáng nay, tổ công tác đề án 06 tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử quốc gia năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 dự và chủ trì hội nghị. Sau hơn một năm thực hiện đến nay, tỉnh Hưng Yên đã thành lập gần 1.000 tổ công tác các cấp triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an và giải quyết trên 100.000 hồ sơ, chủ yếu về đăng ký thường trú, tạm trú, cấp lại, cấp đổi thẻ căn cước công dân. Các sở ngành trong tỉnh đã tiếp nhận giải quyết gần 50.000 hồ sơ về khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại hạn chế, cần được xử lý như một số ban ngành địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đề án nên chưa vào cuộc tích cực, còn coi đây là nhiệm vụ của công an. Một bộ phận người dân chưa hiểu rõ về tiện ích tích cực của đề án mang lại. Tốc độ đường truyền của phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia chưa ổn định, chưa có kho dữ liệu dùng chung. Sau khi thành phố Hưng Yên triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đã có trên 100 ý kiến góp ý vào dự thảo. Cụ thể, đã có tổng cộng 111 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và đại diện giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hưng Yên tham gia. Tập trung vào điều 89 chương 7 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với 41 ý kiến, điều 131 chương 10 về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có 44 ý kiến. Một số chương khác trong dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng nhận được sự quan tâm góp ý như chương 5 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có 6 ý kiến, chương 6 thu hồi đất, chương dụng đất có 3 ý kiến tham gia. Xin chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Trước tình trạng quá tải nghiêm trọng, căn cứ theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã điều 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông sang hỗ trợ công tác kiểm định. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ đăng kiểm viên quân đội. Dự kiến cuối tuần này, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp nhận 30 đến 40 đăng kiểm viên quốc phòng sang hỗ trợ lực lượng kiểm định xe cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải tại hai thành phố đang xảy ra tình trạng ùn tắc về kiểm định xe cơ giới là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết vấn nạn sim rác, những ngày qua, các nhà mạng đã nhắn tin thông báo tới các khách hàng có thông tin thuê bao không chính xác cần phải cập nhật. Theo đó, để kiểm tra số điện thoại của mình có thông tin thuê bao chính xác, chính chủ hay chưa, người dân có thể soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414. Khi có tin nhắn thông báo về, người dân cần cập nhật lại thông tin thuê bao chính xác với một trong hai cách. Nếu không phải SIM chính chủ, người dùng cần ra các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ cập nhật thông tin chính chủ. Nếu chỉ là cập nhật lại thông tin cá nhân, người dân có thể ngồi ngay tại nhà cập nhật qua ứng dụng của nhà mạng. Đến thời điểm này, đã có gần 800.000 người cập nhật lại thông tin thuê bao di động. Liên quan tới chuyến bay giải cứu, cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm ông Đặng Minh Phương, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị khởi tố với ông Phương còn có 7 giám đốc với tội danh đưa hối lộ. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hà Liên, lao động tự do về tội môi giới hối lộ. Như vậy, sau gần một năm khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hơn 50 người, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo các bộ ngành. Quay trở lại các thông tin trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Tỉnh Hưng Yên có 35 trên 72 thí sinh đoạt giải.
trong đó có 3 giải nhì, 13 giải ba và 19 giải khuyến khích. Các thí sinh đoạt giải đều là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hưng Yên. Một số bộ môn có kết quả cao như môn vật lý có 6 giải, các môn hóa học, ngữ văn, lịch sử, mỗi môn có 5 giải, môn toán, sinh học có 4 giải. Căn cứ vào kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, Hưng Yên dự kiến sẽ có một thí sinh ở bộ môn toán đạt 23 điểm, được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2023 tổ chức trong tháng 4 năm 2023. Những ngày qua, câu chuyện hàng loạt phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn gọi điện thoại thông báo con của họ bị té ngã và đang nguy kịch tại bệnh viện nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Một số trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đã ra cảnh báo tới phụ huynh. Mặc dù trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa xuất hiện trường hợp tương tự, song nhà trường và các bậc phụ huynh vẫn cần phải cảnh giác bởi trên thực tế, kẽ hở thông tin từ các cơ sở giáo dục hiện nay là rất lớn. Không khó để tìm được danh sách học sinh công khai trên website của trường. Đặc biệt, danh sách học sinh được dán công khai ở bảng tin, bất cứ ai cũng có thể xem và chụp lại. Đây là hình thức lừa đảo mới, đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh học sinh. Nếu có biểu hiện nghi vấn, phụ huynh cần hết sức bình tĩnh, điện thoại xác minh lại với nhà trường, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra xử lý. Bé trai 15 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc đã tử vong sau khi được người nhà cho uống dung dịch Orezon để bù nước nhưng pha không đúng tỷ lệ khiến bé bị sốc, co giật. Người nhà cho biết trước khi nhập viện, cứ cách 30 phút bé đi tiêu chảy một lần. Lo bé bị mất nước, người nhà cho uống Orezon bù nước. Tuy nhiên, thay vì pha một gói Orezon với 200ml nước như hướng dẫn, người nhà lại chỉ pha với 50ml nước, khiến bé bị sốc, co giật, não bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục. Các bác sĩ khuyến cáo pha Orezon theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất, phổ biến là loại pha một gói với 1000ml hoặc 200ml nước đun sôi để nguội. Sau khi pha xong, không được đun sôi dung dịch. Không pha Orezon bằng sữa, nước ngọt, nước trái cây, canh, súp hay bất kỳ loại nước nào khác ngoài nước trắng hay nước đun sôi để nguội. Không được cho thêm đường vào Orezon để dễ uống. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc vừa qua đã buộc phải xem xét lại kế hoạch tăng giờ làm việc sau phản ứng dữ dội từ những người trẻ tuổi, cho rằng động thái này sẽ phá vỡ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời gây nguy hại cho sức khỏe. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch tăng thời gian làm việc hàng tuần tối đa lên 69 giờ, sau khi các nhóm doanh nghiệp phàn nàn rằng giới hạn 52 giờ hiện nay gây khó khăn cho việc đáp ứng thời hạn hoàn thành công việc. Tuy nhiên, kế hoạch đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ thế hệ trẻ, buộc chính phủ phải xem xét lại. Đại diện công đoàn nói rằng chính sách này sẽ buộc người lao động phải làm việc nhiều giờ hơn. Kế hoạch này cũng bị chỉ trích là đi ngược lại xu hướng giảm giờ làm của các nền kinh tế lớn khác. Tỉnh Chad vừa trở thành địa phương đầu tiên của Thái Lan có cảnh sát hỗ trợ nông dân bảo vệ sầu riêng trước vấn nạn trộm cắp. Truyền thông địa phương cho biết, cảnh sát tỉnh Chad triển khai kế hoạch đối phó với nạn trộm sầu riêng sau khi bọn trộm đã lấy mất số sầu riêng trị giá gần 1 triệu bạt, tương đương gần 700 triệu đồng tại một khu vườn ở tỉnh này. Cảnh sát cho biết, họ cũng đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng vườn sầu riêng thường xuyên bị mất trộm vào ban đêm. Năm ngoái, nạn trộm sầu riêng ở tỉnh Chad gây thiệt hại ước tính lên tới vài triệu bạt. Một địa phương tại Indonesia đang thực hiện dự án thí điểm cho học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông phải đến trường vào lúc 5 giờ 30 sáng. Chưa rõ hiệu quả của dự án thí điểm ra sao, song các bậc phụ huynh đã phản đối quyết liệt. Theo dự án thí điểm đang được triển khai ở thành phố Kupang, thủ phủ tỉnh Đông Nusa Tenggara, học sinh lớp 12 từ 10 trường trong thành phố được yêu cầu đến lớp lúc sáng tinh mơ khi thành phố còn chưa thức giấc vào lúc 5 giờ 30 phút. Thay vì 7 đến 8 giờ như trước đây. Các nhà chức trách cho biết dự án này đã được thống đốc công bố vào tháng 2 với mục đích là tăng cường kỷ luật cho học sinh. Tuy nhiên, theo các bậc cha mẹ, con cái họ luôn kiệt sức khi về nhà. Các chuyên gia giáo dục cũng không đồng tình với biện pháp này. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cùng đối tác là công ty vũ trụ Axiom Space vừa cho ra mắt bộ đồ phi hành gia thế hệ mới phục vụ các phi hành gia trong sứ mệnh trở lại mặt trăng Artemis 3.
Bộ đồ mới có tên gọi là thiết bị di chuyển thăm dò ngoài hành tinh do Axiom Space thiết kế và sản xuất theo hợp đồng trị giá 225,5 triệu đô la Mỹ đã ký với NASA. Bộ đồ được thiết kế với nhiều tính năng linh hoạt, có khả năng bảo vệ nhiệt vượt trội so với bộ đồ được sử dụng trong sứ mệnh Apollo hơn 50 năm trước, có khả năng chịu lực siêu việt gồm nhiều lớp bảo vệ, ba lỗ hỗ trợ sự sống, đèn chiếu sáng, máy quay video phân giải cao gắn trên mũ bảo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.